Thân chào anh chị và các bạn. Hôm nay Thành đi xem các mảnh đất mà một số người thân trong gia đình và bạn bè đã đầu tư, để xem có kiếm được miếng nào ngon ngon, giá tốt tầm 1 đến 1,2 tỷ, thấp hơn thị trường, thì Thành sẽ gom với 3-4 người bạn để mua để dành. Nếu bạn cũng quan tâm giống như Thành thì hãy xem qua video này nhé. Về thời tiết, Bảo Lộc lúc này khá là ôn hòa, mát mẻ, không khí trong lành. Buổi tối có thể tầm 22 đến 23 độ, ban ngày thì tầm 25 đến 27 độ. Đây là một khu đất gồm 16 miếng với diện tích đa dạng. Vị trí ở Tân Lạc, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Mặt đường cũng được hai làn xe hơi, tránh né nhau được, không có va vào nhau đâu. Vậy thì diện tích các mảnh đất ở đây như thế nào? Phần lớn ở đây là diện tích tầm khoảng 280m², ngang 5.1m, dài từ 56 đến 59m. Đơn giá chỉ tầm từ 3,4 triệu trên 1m² trở lên, cũng rất là đáng để đầu tư. Với diện tích lớn, có cái là các mảnh này thì nằm trong hẻm, còn một số mảnh lớn hơn nằm mặt tiền đường thì có diện tích ngang 7.1m, sâu 26 đến 30m, diện tích từ 160 đến 207m². Cá nhân Thành thì cực kỳ thích các mảnh đất có diện tích ngang nhiều, vì sau này sẽ tăng giá tốt hơn, và mặt ngang nhiều cũng sẽ dễ mở shop kinh doanh, dễ bán hàng hoặc là bán ra sau này. Miếng lớn nhất là phải hơn 400m². Điều gì khiến mình quan tâm ở đây? Thứ nhất là mức giá chỉ tầm 1 đến 1,2 tỷ thì 3-4 người bạn gom đầu tư dung cũng được, để 2-3 năm sau sẽ bán ra. Và thêm nữa là ở đây đã có sổ hồng riêng từng nền nên rất là yên tâm, nhóm Thành mua là sang tên được ngay. Vậy nhược điểm ở đây là gì? Xung quanh ở đây dân cư còn thưa thớt. Nếu muốn mua sắm các nhu cầu thiết yếu thì phải chạy về trung tâm, chứ ở đây mà muốn kiếm mồi nhậu hay kiếm bia thì cũng hơi bị khó. Nhưng bù lại thì ở đây được cái yên tĩnh, đúng tính chất đất này là để nghỉ dưỡng. Vì người Sài Gòn đầu tư lên Bảo Lộc, một phần là vì không khí trong lành, mát mẻ. Chứ nếu thích ồn ào, ba búp hay là đi ca nhạc này nọ thì tụi mình đã có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bạn thấy khu đất này thế nào? Nếu bạn có ý kiến khác thì hãy comment giúp Thành để bổ sung kiến thức cho Thành nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Và hãy follow kênh Thành để mình sẽ giới thiệu những món đầu tư ngon, giá tốt, pháp lý đầy đủ nhé. Xin cảm ơn, thân chào và hẹn gặp lại.